tất cả cổ động viên. Xin giới thiệu, sáng hôm nay trên sân vận động Mộc Sơn sẽ diễn ra trận chung kết giải bóng đá trung học cơ sở giữa hai. Mày. Căn 13, căn 13. Sút. Hồng ơi, đừng ra lấy con cậu ra rồi Hồng ơi. Đào xuống luôn không? Mấy không rồi. Chậm quá cậu ơi. Ban đến nó bài quá. Đừng có tay, dùng tay không. Mẹ luôn không ơi. Trời ơi, giỏi lắm rồi. Dạ.
Anh chưa vô mà cũng lo hết giờ mà. Hết giờ là hết một con với hai rồi à. Tự nhiên đụng vô như này. Rút kinh nghiệm trận vừa rồi nghe, không chủ quan nghe. Chết. Ép cái tôi về. Chạy không ơ. Câu. Xin người ta ép xuống. Chạy đi hồn. Được lo. Lên đây cầu dưới xuống dưới đi. Tốt à, tốt cầu ơi. Trời. Được. Rồi xuống cầu ơi, xuống nó canh ngang đây cầu ơi. Bành này đẩy xuống cho nó bành đường là nó canh ngang cho nó không có đẩy. Chạy đi Hùng ơi, chạy đi Hùng ơi. Chạy đi nha, nó bấm kìa. Chạy đi Hùng. Chỗ em à.
Không, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy sang đi. Chết rồi. Xuống Hồng ơi, coi liệt vị, coi liệt vị. Chạy luôn Nam. Con banh nó bỏ nó chạy lên. Chết rồi. Nam, có liệt vị đây, canh đi. 13m, canh 13m đi. Nam, chú canh 14 Nam ơi, chạy luôn Nam ơi. Chặn lại. Cúi mặt lên lúc từ từ cốt từ cốt nó nghe nó hình một cái đáy cầu này đáy cầu kia nó hai không năm ND CB ngày 30 tháng 9 năm 2 của chính phủ các đơn vị đặt giải trong giải bóng đá học sinh trung học cơ sở.